ăn. Ô nhầm. Em ơi nhầm. Đúng không anh này? Úi giời ơi. Ở đây nó mới phải nè. Hảo ơi! Ra! Anh bảo gì ơi? Em áo đẹp nhỉ? Trời đẹp, vừa mới tắm xong lại. Hôm nay em có tin hôm nay anh móc ở trong người em ra một thứ để anh nấu đồ ăn không? Cái gì? Anh bị bệnh à? Sao lại móc trong người em ra? Em yên tâm, nội tạng của em còn nguyên. Wow. Tạng của em còn nguyên. Nội tạng còn nguyên mà lại móc trong tin người em để gì ra? Tin anh đi. Lần nghỉ đầu tiên em mới thấy đúng không? Nghỉ lắm. Nha, nè. Nhưng mà cái khăn này để làm gì? Chỉ làm đi, anh sẽ móc ở trong người em ra. Anh cứ nhắc cái từ móc nghe. Đây nha. Đâu nhỉ? Em xem nha. Đâu? Không có gì đúng không? Ok, mặt kia. Đây, không có gì đúng không? Rồi. Đây nha. Chính tay em sẽ gì? Chính tay em sẽ nhét vào người của em nha. Lại còn quấn vào nữa. Nữa. Đấy, chính tay em sẽ nhét vào người của em. Đây, nhét hai cái này vào. Nhét xuống, anh sẽ kéo xuống. Kéo cái gì ạ? Anh từ từ là em nhét nào. Của em. Đây. Đây. Được chưa? Đây. Rồi. Đây. Rồi. Em đến để anh còn phun làm phù phép. Để em xem đã. Đồ của em còn nguyên. Đồ của nguyên. Nhưng mà anh lấy cái này ở đâu ra? Anh xin lỗi. Hôm nay em hấp dẫn quá. Hấp. Thế là đâm ra là gì anh biến nhầm. Hấp dẫn mà thôi bây giờ nhá. Thôi bây giờ nhá. Bây giờ anh sẽ làm mà không có khăn thiết gì hết. Anh dùng bằng tay đấy. anh sẽ móc ra đồ ăn về ở trong người em. Yên tâm đi, em nhìn mặt anh như này. Không được động chạm vào nhá. Rồi, yên tâm đi. Yên tâm đi. Anh hôm nay giảm á. Yên tâm đi. Nào. Bala ôi chim. Thấy chưa, công lao của anh. Nhưng mà con này là con gì? Con chim chứ con gì nữa. Chim á? Tất nhiên không phải chứ. Chim của anh. Chim anh biến. Yên tâm đi. Em biết là chim anh biến rồi. À, hôm nay nấu cháo. Okay. Làm cái món này nấu cháo cho em, được chưa? Con này mậm phê đấy nhở. Ôi giời ơi, chim của anh tầm mà bộ. Này. Nó đi vào này, làm là nấu cháo. Hôm nay ấy, là anh sẽ giới thiệu cho cô một cái món gọi là cháo chim bồ câu. Chim bồ câu. Ừ. Thì đối với người Á Đông nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng thì cái việc bếp núc là cực kỳ quan trọng. Hạnh phúc gia đình ấy, hầu hết ấy, là thông qua cái dạ dày. Do vậy là kiến thức của người phụ nữ trước khi đi lấy chồng ấy là đặc biệt quan trọng. Thì hôm nay ấy, anh biếu cô một cái món gọi là cháo chim bồ câu. Vâng. Nhưng mà em thấy nhá, ở đây có hai loại gạo đúng không? Đúng rồi. Đây là gạo nếp này. Đúng. Còn đây là gạo tẻ này. Đúng. Nhưng mà sao lại có hai loại gạo? À, cô phải biết rằng là cái loại gạo nếp ấy là loại gạo mà nó mang cái tính nhựa và gắn kết nó rất là nặng. Đấy. Vì vậy ấy, là phải dùng cái loại gạo tẻ để nó hãm bớt đi cái độ sánh. Đấy, độ sánh, độ đặc. Hai cái này nó đều là mang lại cái chất dinh dưỡng của chất bột, không để thiếu được. Thì bây giờ anh cho luôn cái gạo này vào này. Đấy.
cho luôn hả? Đảo luôn. Thì cái này phải cho ngay từ đầu. Không cần cho hết, đánh nhiều quá. Đấy. Cái gạo nếp này nó rất là thơm, nhưng mà nó có cái ấy là nó sẽ có cái độ sánh quá. Do vậy là phải dùng cái gạo tẻ để nó kìm hãm lại cái độ sánh mà mình cần thiết. Để mình cần thiết giữ. Nhưng mà anh ơi, em thấy ở đây có nhiều gia vị lắm nhá. Đây này. Đây là tỏi và hành ấy, là một thứ mà không thể thiếu được cho cái nồi cháo chim bồ câu. Bởi vì hai cái loại này ấy, là nó mang lại một ấy, nó cũng mang lại cái nước của cái nước cháo, nó sẽ thơm, góp phần bớt đi cái mùi hôi của chim. Đấy. Nhưng mà em thấy nhá, ở đây có hành tím đúng này. Nhưng mà sao lại có cả hành lá rồi? Việc rất là quan trọng ở đây nó là cái chất đây là gừng. Đấy. Gừng là một cái vị mà gì chữa trị, rất có thể là gọi là loại thuốc. Đấy, mà có thể chế biến ở trong các món ăn. Ngoài những cái tác dụng của nó ra ấy, thì nó còn có tác dụng là gì? Là làm là gì? Nó rất kỵ là cái chất hôi vậy của chim, vậy nó sẽ khử đi cái mùi hôi của chim. Đấy. Còn đây là nhóm gọi là gì? Rau thơm tổng hợp. Đấy. Thông thường ấy thì các món nói chung ấy là loãng, thì thông thường ấy là trước khi bắc ra thì người ta cho cái những cái rau thơm tổng hợp này vào, nó tạo ra mùi thơm tươi. Đấy. Và nó có cái cảm giác ngon hơn. Ở đây có nhiều loại lắm nhé. Đúng rồi, ở đây mùi ấy tàu thì đúng không? Mùi tàu, rau mùi và hành lá. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là con chim nhé. Đúng rồi. Chế biến như thế nào? Con chim ấy thì sau khi chế biến xong, sơ xong ấy, thì đặc biệt ấy là không thể quên được, đó là phải bóp với cả rượu gừng. Tức là gừng tươi ấy là thái lát ra, thái con chỉ hoặc là gì băm ra và ngâm với cả nước rượu trắng. Sau đó bóp vào con chim, đó là cái chất mà nó khử toàn bộ cái mùi hôi của chim. Đấy, và nó tạo cho con chim nó sạch hơn và nó thơm hơn. Món ăn của mình sẽ ngon hơn. Đúng. Đúng không? Đấy, bây giờ anh sẽ cho chim vào. Anh cho tất luôn vào. Đúng. Đấy. Sau khi cho rồi ấy, thì em cho thêm gia vị. Gia vị này cho sau cũng được. Cái hạt tiêu này thì cho trước hay là sau ạ? Hạt tiêu này sẽ là gì? Là khi cháo bắc ra ấy, thì tùy thuộc vào cái mức độ của mỗi con người. Đấy, ai thích ăn cay thì cho nhiều, ai thích ăn không cay ít thì cho ít, hoặc là không thích ăn cay thì thôi. Đấy. Đấy, thế thì cái này thì đến khi mà chín rồi bắt đầu mới thái cho vào. Cái này cũng thế, cái này mà đến khi mà chuẩn bị bắc ra, trước khi bắc ra thì mới nêm để cho nó vừa. Đấy, cái này cái bột ngọt này, thứ cái này thì cho vào ngay, mấy thứ này cho vào ngay. Đây là gừng đúng không anh? Gừng, cho luôn. Gừng. Cả tỏi đây. Tỏi cho luôn. Rồi. Đấy. Đấy, cái này là cho vào sau hết. Tất cả thứ này cho sau. Này khi nào mà trước khi bắc ra nêm. Còn cái này trước khi bắc ra thì cho vào để cho nó thơm, mùi thơm tươi. Đấy. Thì là anh đã biếu cô là kiến thức nha. Trước khi để lấy chồng. Để chim của cậu. Còn về phải học thêm mới hỏi mẹ đẻ. Em sợ mẹ em cũng không biết đấy. Nếu không thì phải trả học phí nha. Em phải học hỏi anh nhiều đấy. Trả học phí nha. Bồi thường cái gì đó để cho nó đền bù cho nó xứng đáng. Ok. Ngồi đây nóng quá rồi. Thế bây giờ. Đấy, để đợi chờ chút nên nó sôi lên và sôi một lúc ấy, cho nó chín nó nhừ đi. Thì để đợi. Có lâu không anh? Nó độ khoảng trên 30 phút. Dưới 4-5 phút và trên 30 phút. Là nồi cháo mà chắc được. Đi vào khi nó sôi đi ấy, thì sẽ làm cho lửa nó nhỏ xuống. Đấy, nó hầm nó nhỏ xuống thì nồi cháo nó sẽ nhuyễn hơn, nó ngon hơn. Cháo chín rồi Hảo ơi. Vào chén thôi. Hảo ơi. Hảo. Ra. Vào ăn đi. Cuối cùng nó cũng chín rồi. Chín chứ lại không chín. Nói như là siếc ấy nhỉ. Đây anh múc cho em một bát đi. Em đói lắm rồi. Úi dồi ôi dồi, thơm. Thơm thế. Úi dồi thơm. Thế sau anh cho thêm hai thứ này em biết cái gì không? Em thấy anh cho cái gì nhưng mà em cũng không để ý nữa. Hai thứ rất là quan trọng, nó là
đỗ xanh và hạt sen. Đỗ xanh và hạt sen là hai vị có thể nói là trong dân gian gọi là hai loại thuốc. Đậu xanh ấy được dùng rất là nhiều món ăn dân gian. Thì đậu xanh nó có tác dụng là gì? Là điều tiết cái đường huyết. Đấy. Ngăn ngừa cái bệnh gút và một số cái bệnh ung thư. Đấy. Còn hạt sen ấy thì có tác dụng là gì? Là an thần, chống mất ngủ, tốt cho tiêu hóa. Đấy. Và một số các bệnh khác. Đấy. Thôi bây giờ chúng ta ăn nhé. Bổ. Rất bổ luôn. Bổ dưỡng mà không sợ mập. Cánh phêm nửa con chim luôn. Độ sánh của nó rất vừa nha. Thơm. Thơm quá. Em như cái hành này có cho vào luôn không? Có chứ. Đấy. Quên mất đây hành. Đấy, thông thường là phải để hành xuống dưới này. Đấy. Hành xuống dưới. Đây là hạt tiêu. Đây là hạt tiêu, em sẽ cho hạt tiêu vào. Em ăn được cay không? Em cho em ít. Ăn được nhiều hay ít? Ít thôi. Hạt tiêu này nó cũng rất thơm ấy. Nhưng cho nhiều hạt tiêu nó sẽ nóng. Ăn đi em. Thưởng thức đi. Thưởng thức đi. Tiên em được ăn đấy nhá. Hai anh em mình có trách nhiệm ăn hết cái cháo này. Ngon lắm. Ôi. Vừa nóng vừa ngon luôn. Anh ăn đi, anh ăn thử đi, ngon lắm. Đấy, em cũng ăn luôn. Đấy, hôm nào về nấu thử cho mẹ ăn. Ôi, mẹ em lại thấy em khác biệt quá, không nhận ra con gái thì chết. Ngon, không nhận ngon. Anh nấu nữa cho phải ngon, em chắc gì đã nấu được như thế này. Ngon quá. Như vậy em nhớ cái thành phần của cái nồi cháo này chưa? Em cũng nhớ rồi. Nhưng mà em sợ em không nấu ngon ăn ngon như anh nấu. Thành phần đấy nhá. Đương nhiên là cháo chim bồ câu ấy thì là gì? Không thể thiếu chim bồ câu rồi. Thứ hai nữa là gì? Trong tất cả các loại cháo là không thể thiếu gạo rồi. Gồm gạo tẻ, gạo nếp. Đấy. Thứ ba là hạt sen. Thứ tư là gì? Là đậu xanh. Đậu xanh. Đấy là những cái thành phần cơ bản của nồi cháo. Đấy, ngoài ra các gia giảm khác. Ví dụ như là hành khô, tỏi, nước mắm, đường và các gia vị khác. Thế mới có một nồi cháo ngon như thế này.